Con lên đây. Đây, đây con, đây con. Rồi, con tên là gì? Dạ, thưa cha, con Maria Thị Hiền. Hiền, Maria Hiền, con bao nhiêu tuổi? Con 23 tuổi. 23 tuổi, con được mấy đứa con? Dạ, con được 3 đứa con. Con lập gia đình năm bao nhiêu tuổi? Con lấy chồng được lúc 17 tuổi. Lấy chồng 17 tuổi, 23 tuổi. Gì đó, ra đường tiếp hãy còn son, về nhà tiếp đã 3 con cùng chàng. Và đây là hai đứa, còn đứa nữa đâu? Dạ, đứa ở dưới bà ngoại. Vâng, rồi cuộc sống của con như thế nào? Chồng con làm gì? Dạ, cuộc sống con rất khổ. Chồng con sao, nói cho cha nghe. Dạ, con hai vợ chồng đi làm thế làm mướn. Dạ, con rất là khổ nghèo lắm cha ơi. Dạ, con xin cha với cộng đoàn cầu nguyện cho con. Rồi, hai vợ chồng con ở đâu? Dạ, con ở trên Bù Gia Mập. Ở Bù Gia Mập, con là người dân tộc gì? Dân tộc Sĩ Tiên. Dân tộc Sĩ Tiên, con theo đạo gì? Con theo đạo Chúa. Rồi làm sao ai đưa dắt con đến đây? Dạ, con nghe đài trên mấy người đi cha, nghe nói là cha Long ở dưới giảng đạo rất là hay, nên con mới đi theo. Con nghe cái đài của con hay là mượn người ta? Con nghe đài của người ta. Vâng, thưa anh chị em, trước mặt chúng ta, con đứng trên cao cho mọi người thấy là một người mẹ 23 tuổi, 3 đứa con ở Bù Gia Mập, người dân tộc Stiêng, và cũng không có đủ khả năng mua được cái máy nghe cái đài của người ta, nghe ké thôi, và lặn lội từ Bù Gia Mập đến đây với hai đứa con của mình, còn người chồng và đứa con nữa ở nhà, phải không? Chồng con có đi không? Có. Cả chồng cũng đi và đứa con chắc đang bế ở phía dưới. Thì chúng ta thấy là tin mừng được loan báo cho người nghèo. Và mỗi người anh chị em chúng ta thực hiện lời của Chúa là hôm nay lời tiên tri được ứng nghiệm. Và Chúa nói là tin mừng phải được loan báo cho người nghèo. Chúa đang làm phép lạ cho người què được, người điếc được, người mù được, người câm được, và người nghèo được nghe tin mừng. Vì thế mà tráo điểm tin mừng rất là vui mừng được đón tiếp những anh chị em nghèo khổ, nghèo khó, tàn tật, bệnh nhân đến đây để tin mừng của Chúa đến với anh chị em. Con phải mượn người ta, còn đây cha tặng cho con một cái máy 300 bài giảng. Nhà còn cái gói quà xuân nào cũng đem dùm cho cha cái gói đây. Người ta Tết cái gì cho luôn thì giữ làm cái gì không biết nữa. Vâng. Đây là cha lì xì cho chúng con nha. Món quà xuân để chúng con về ăn Tết. Tết thì chúng con bé có Giê-xu nó cầm tiền mà nó khóc này, thấy anh chị em thấy không? Thấy dễ thương không? Đó. Và đây là của Ủy ban Nhân dân cái gì, phường, xã gì tặng, thì tôi gửi tặng lại cho chúng con về ăn Tết nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con.